Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 có chỉ tiêu trúng tuyển tăng hơn 1.300 em so với năm học trước. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025, tỉnh Hưng Yên có hơn 17.700 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 752 phòng thi tại 31 điểm thi. Chỉ tiêu tuyển sinh được giao là 12.350 học sinh với tổng số 282 lớp so với năm học trước. Năm nay, số thí sinh đăng ký dự thi tăng khoảng 900 em, chỉ tiêu trúng tuyển tăng khoảng 1.300 em. Dù tỷ lệ chọi giảm so với những năm học trước, nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ dự trúng tuyển hơn, bởi chỉ tiêu tuyển sinh biến động theo từng khu vực và từng trường học. Một số trường có tỷ lệ chọi cao như trường Trung học Phổ thông Minh Châu, Trung học Phổ thông Trần Quang Khải, Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão.